đang tính cái này bớt đi 30 cân. 20 cân. 20 cân. Ở trong lượng công nhân khác đi. À, nếu nó tính được nó là chính xác được 17 cân như vậy. Bố đấy. Cháu bảo rồi. Chú nhảy lên là 30 cân. Ê, sợ. Ai bảo 17 cân. Cân đi con vợ thịt nõa. Cái gì? Cân con thịt nõa. Nó bớt người con đấy. Cân như thế này. Đấy em thì em chưa biết, nhưng mà cái này thì em chưa cân được. Em chưa... Bây giờ lắp đến 47 bộ là vẫn còn đang rộng. Hôm nọ đã có 45 bộ. Quay cái thằng này để tí đưa lên để nhắn tin trẻ lạc. Cái này thấp mẹ như thế này. Mày tối nay về đến YouTube là có nhé.